Ngài Nawaz tức giận vì bị phán Việt bỏ follow do loại Thiên Ân, mùa giải thì đi chỗ khác chơi. Ngài Nawaz đã có động thái đáp trả trước làn sóng phẫn nộ của phán Việt. Tối ngày 25 tháng 10, chung kết Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 chính thức diễn ra tại Indonesia. Sau phần thi sportswear, trình diễn trang phục thể thao, top 10 thí sinh chung cuộc lộ diện. Khá đáng tiếc, đại diện Việt Nam, đoàn Thiên Ân phải dừng chân sớm ở top 20. Cũng vì lý do này mà nhiều người không khỏi tức giận và bỏ follow trên Instagram của ban tổ chức. Chỉ trong vài giờ, số lượng hơn người dùng bỏ follow đã sụt giảm hơn 2 triệu lượt. Trước làn sóng phẫn nộ của đông đảo fan sắc đẹp, nhất là với fan Việt, Ngài Nawaz đã đăng đàn đáp trả, chúng tôi không bán vương miện, muốn mua thì đi chỗ khác chơi bực mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Nawaz cũng đã nhanh chóng xóa đi bài đăng, thế nhưng động thái này vẫn vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng. Giờ cho vô top 10 lại đi tôi follow lại nè. Xóa rồi, không hổ vương quốc gia vốt. Nhà chồng nên gì tự ụp cho nhà gì chứ ai nói mua đâu. Quá trời cái nết, cuộc thi hòa bình mà hỏng hòa bình gì. Sân khấu lớn mà chơi bẩn. Công bằng mà nói, trong suốt quá trình đồng hành cùng Miss Grand International 2022, Thiên Ân có những thành tích nổi bật như dẫn đầu bình chọn top 10 pre-arrive, top 10 vòng thi áo tắm. Người đẹp cũng nằm trong top 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Ngoài ra, Thiên Ân còn có khả năng vào thẳng top 20 chung cuộc nếu thắng hạng mục Country Power of the Year. Ngoài ra, đại diện Việt Nam cũng tạo ra hiệu ứng truyền thông rất tốt. Trên các diễn đàn về nhan sắc, nhiều người tích cực kêu gọi bình chọn cho Thiên Ân để người đẹp có thể giành được những giải thưởng quan trọng. Thế nên việc Thiên Ân out top 10 là điều mà nhiều người vẫn không thể hiểu.